chào cả nhà. Hiện tại thì em Cảnh đang có mặt tại chợ tình Khâu Vai, nơi mà người vợ có thể ngoại tình và người chồng cũng có thể ngoại tình. Nơi đây mỗi năm chỉ mở phiên chợ một lần thôi, và hầu như là người vợ thì sẽ đi tìm người yêu cũ của mình và người chồng cũng vậy. Ở tại đây thì sẽ không có sự ghen tuông nha cả nhà. Hiện tại thì chợ rất là đông luôn, cho nên là em sẽ dẫn cả nhà mình đi vào bên trong đây nha. Hiện tại thì đang tập duyệt chương trình, rất là đông. An ninh cũng rất là thắt chặt luôn, vì hầu như là bà con ở khắp mọi nơi đều trở về ở đây. Thì nghe nói chợ tình mình cũng ban đầu nghĩ là chợ tình là cái nơi bắt vợ, tại vì có xem được vài video bắt vợ này kia đồ. Nhưng không, chợ tình Khâu Vai này mỗi năm mở một lần, và những người mà có người yêu cũ thì người ta sẽ hẹn người yêu cũ người ta đến đây để mà gặp, và khi mà đang có, trong khi đang có người yêu mới luôn, nhưng mà vẫn hẹn người yêu cũ để trò chuyện tâm sự và công khai luôn, và cái người yêu mới không được ghen. Điều đặc biệt của cả nhà. Phiên chợ mà dành cho ngoại tình. Nói đó là của chúng ta thôi, chứ còn đây là từ xưa lần cả nhà. Đây là từ xưa lần. Giờ là đang đi sâu vào bên chợ. Các nhà thấy không? Ở dưới rất là đông luôn. Ở dưới là sân khấu đang tập duyệt chương trình, và tối nay sẽ bắt đầu trình diễn và diễn lại cái câu chuyện thời xưa và cái sự tích chợ tình đây. Đây, các chàng trai, cô gái đồ ăn mặc rất là lộng lẫy luôn. Thì bây giờ mình sẽ xuống dưới quay tổng quan cho cả nhà mình xem về cái chợ tình Khâu Vai nha. Khu vực sân khấu thì có nhạc cho nên là mình sợ bị dính bản quyền á, cho nên là cả nhà đợi một tí nha. Đây là không khí mới của buổi chiều nha cả nhà. Tối sẽ rất là đông, và phiên chợ tình Khâu Vai này như hồi nãy đã nói thì mỗi năm chỉ một lần thôi. Phía bên đây thì đang tập duyệt cả nhà, đang tập duyệt về cái lịch sử chợ tình Khâu Vai. Ở đây thì thuộc về Mèo Vạc nha cả nhà, Mèo Vạc Hà Giang. Khá là đông luôn. Đấy, đây là đang diễn lại hình ảnh mà câu chuyện tình của hai người không đến được với nhau, và xuất phát chợ tình Khâu Vai bây giờ. Còn phía ngoài đây là những chàng trai, cô gái rất là xinh đẹp. Ở đây là bốn bề đều là núi đá nha cả nhà. Bốn bề đều là núi đá, chỉ có duy nhất chỗ này là bằng phẳng thôi, và hầu như là ai cũng ăn mặc rất là đẹp luôn. Người dân địa phương cho tới những người dân ở nơi khác cũng đều đến. Thì nếu mà nói về chợ tình Khâu Vai thì cũng giống như những cái chợ phiên khác thôi, nhưng mà có điều là ở chợ tình Khâu Vai này là sẽ có những cái truyền thống riêng và những cái trò chơi nhân gian. Còn với những chợ phiên khác thì lại không có những cái chương trình đó. Đây, cả nhà thấy không? Rất là đông luôn. Những đôi vợ chồng cũng dẫn đến nha. Rồi, okay. Đây là chợ Phong Lưu nha cả nhà. Đây là khu vực chợ tình Khâu Vai, nhưng mà cái chương trình lễ hội này là chợ Phong Lưu. Đây là lễ hội chợ Phong Lưu. Đây là phía dưới sân khấu nhìn lên. Phía trên nhạc rất là lớn nha cả nhà. Giờ này chưa là vào chương trình. Vậy tại sao họ đang sống hạnh phúc
mà lại phải chia tay ạ? À? Vì họ đã phá tục lệ xưa của hai bản và đưa nhau đi trốn, nên dẫn đến hai bản hiểu lầm nhau và xảy ra xung đột. Chúng mày đâu? Mau đi tìm chúng nó về đây cho tao! Diễn tả lại khoảnh khắc xưa cả nhà. Tôi xin lỗi tất cả mọi người, chỉ vì chuyện tình của chúng tôi mà gây ra hận thù cho hai bạn. Xin mọi người hãy để chúng tôi nói với nhau lần cuối cùng. À, vừa rồi là một trò chơi của người dân nha cả nhà. Ở đây thì những cô chú anh chị mặc đồ của người dân mặc của mình. Ui dồi ôi, mẹ xa chàng, em buồn và nhớ chàng nhiều lắm, thương chàng lắm, phải lấy người mình không yêu, biết khi nào gặp được chàng. Tùng ơi, mong vợ anh thương anh, lửa tình nồng ấm mãi như chim cù chim gáy, như bướm vờn hoa say. Dù phải nên vợ nên chồng với người ta, anh sẽ nhớ ngày này hàng năm ta gặp lại nhau. Phải nên vợ nên chồng với người ta, em sẽ nhớ ngày này hàng năm ta gặp lại nhau. Ngày 27 tháng 3. Đôi đang chơi trò chơi trong ngày lễ trò tình nha các nhà. Và từ đó đến nay, cứ đến đêm 27 tháng 3 âm lịch hàng năm, không chỉ các chàng trai, cô gái, người Giấy, người Nùng, mà cả các dân tộc khác lân cận vùng Mèo Vạc, Hà Giang, Bảo Lâm, Bảo Lạc, Cao Bằng đều tập trung ở núi Khâu Vai để vui chơi múa hát. Các đôi trai gái tìm hiểu nhau qua những làn điệu xa duyên của dân tộc mình.
cho đến tận sáng hôm sau mới lưu luyến chia tay xuống trường và hẹn nhau ngày này năm sau gặp lại. Cũng có nhiều đôi nên vợ nên chồng từ những phiên chợ tình như thế, đến khi đã nên ông nên bà vẫn cứ đến chợ như để sống lại tình yêu của một thời son trẻ. Thì ở trên là đang tập dượt chương trình để mà tối nay sẽ biểu diễn chính thức, bắt đầu biểu diễn. Còn ở phía bên dưới đây thì đang có những trò chơi dân gian của các cặp đôi. Và trong khi đó thì xung quanh thì tụ họp rất là nhiều trai xinh gái đẹp ở khắp nơi đổ về. Thì ngoài những chương trình ca nhạc và văn nghệ thì ngoài đây có phục vụ ăn uống. Đấy, đây có thắng cố bò, dê, gà đen, dân bài chân hàng, sản phẩm đặc biệt mèo vạc, đồ các thứ. Có rất là nhiều thứ được có ở nơi đây nha cả nhà. À, ở đây có cả hôm xây luôn cả nhà ơi. Hôm xây có luôn. Hôm xây ngay khu vực này. Ở đây là một gian hàng ăn uống, chiên phở này kia rồi phở cuốn nữa. Ở đây thì có gian hàng trò chơi nha cả nhà, trò chơi trúng thưởng, trò chơi dân gian, vui chơi có thưởng. À, đây là cái lối đi xuống bãi gửi xe. Hiện tại thì khá là đông. Thì trên tuyến đường đi thì có bán rất là nhiều bánh rồi xúc xích nướng, xúc xích chiên cũng bán nhiều. Nhưng mà em nghe phong phanh là giá đắt hơn gấp 2 gấp 3 lần bình thường nha cả nhà. Vì phiên chợ này mỗi năm chỉ có một lần thôi. Cho nên rất là đắt.
đây là cái lối xuống bãi xe mà nó đông nghẹt luôn cả nhà. Nói là mỗi lần mà có xe lên xuống khá là vất vả luôn vì số lượng người rất là đông luôn. Thì để đi qua đi lại đây phải né chứ không thôi là sẽ ùn tắc giao thông và mấy anh sẽ làm khó ngay. Vì ở đây phải thắt chặt an ninh liên tục. Đấy, có những cái xe lớn như thế này đi ngang là sẽ phải nép vào ngay. Và hầu như là xe đi ở đây thì chỉ thấy người và người. Người là chính. Đây là khu vực nhà vệ sinh cũng như là nơi để xe của các anh chiến sĩ nha cả nhà. Thì đây có các cô gái mới lớn và các chàng trai đang ngồi tâm sự với nhau. Đây. Rất là đông nha. Bên dưới này cũng là cái bãi xe dành cho người dân. Rất là đông người đi bộ luôn. Rất là nhiều cô gái đi đến đây. Chắc có lẽ là đang tìm một nửa của mình. Đang tìm một nửa của mình. Hay là đến gặp người yêu cũ, tâm sự, có thể gặp bạn bè. Nhưng mà đại loại thì mình không giao tiếp được. Cho nên mình cũng không có. Nhưng mà trước mắt là trẻ tình profile là nơi để hội tụ người yêu cũ nha. Bây giờ thì tập duyệt xong thì yên tĩnh lại thì bây giờ không có sợ bản quyền nữa nha cả nhà, cho nên em tiếp tục cập nhật tình hình ở đây nha. Thì ở đây khu vực đi xuống lối bãi xe ở đây hiện tại thì khá là đông người đi vào và người đi ra liên tục luôn. Em không biết ở đây họ bán nước như thế nào nữa. Nãy giờ cũng khát nước mà không dám uống, đắt cả nhà. Ê, đường đông lắm luôn. Mấy anh giao thông phải thổi liên tục vì người đi lấn ra ngoài, xe đi không được. Xe đi không được cho nên là phải lấn vào luôn. Bây giờ em khát nước của cả nhà ơi. Thì nghe nói là mắc gấp 2, gấp 3 vậy thôi cũng mua uống đại. Đây có trà tắc, trà đào, trà chanh. Trà đào ly nhiêu tiền chị? 20 thôi. Dạ? 20. Lấy em ly. Thank you.
20 một cốc. Trà đào có màu đỏ này là trà gì? Dâu tây. Dâu tây hả? Thấy màu đỏ nhìn ngon nhỉ. Dâu tây. Dạ. Tưng 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 xong. Có một ly trà để uống nước. Có ly nước để uống. Rồi xe đi lên. Đây có một anh và hai nàng đi vào đây, chắc có lẽ là hàng nguyên về chuyện cũ hay như thế nào ấy. Cũng lại là người ngoài không rành nữa nha. Mình thấy ở khu vực bên vườn đào này có rất nhiều là nam thanh nữ tú đi đến đây, có thể là hai ba cô gái, cũng có thể là những chàng trai. Nhưng mà không biết là họ vào đây làm cái gì. Cả nhà ơi, hiện tại bây giờ đang nhốn nháo rồi cả nhà ơi. Quá trời quá đất rồi. Ui là trời, đây mọi người đang có đầu mặc áo mưa và chạy ngay. Phiên chợ tình này mỗi năm một lần nhưng mà mọi người đang gấp rút chạy cả nhà ơi. Căng rồi, quá căng rồi. Ấy, bây giờ là mọi người đang đổ xô nhau đi về nha cả nhà. Ngay bãi xe này rất đông luôn. Quá trời ơi. Tới luôn rồi. Rồi đi về hết luôn rồi. Rồi giờ không biết đi hướng nào luôn. Đấy, mọi người đang đi về quá trời cả nhà ơi. Đấy, rồi về hết luôn. Rồi, cô điện thoại về gấp luôn. Xe về luôn. Quá trời người về luôn cả nhà ơi. Chứ không thôi là mưa to luôn. Rồi về hết chị. Tối đêm đó đã có mưa đá nên chương trình không thể tiếp tục và em cũng không quay được trọn vẹn được ạ.